mày ăn cái gì mà lặng thế? Mày các gì? Ăn suốt ngày béo ú lên. Mày vận động cho đỡ béo đi. Thế mày vác đi. Thôi béo mày vác đi xong về ông đại ca khác thưởng cho mày. Bắt được người yêu của thằng Vũ. Tốt, anh sẽ thưởng cho mày. Đại ca thưởng luôn cho em đi. Được, sau anh sẽ thưởng cho mày. Giờ mày trói nó vào kia cho anh. Và bật điện thoại quay video cho anh nói chuyện với thằng Vũ. Đi. Mày phải đi một mình đến đây đúng chiều ngày mai lúc 4 giờ. Điều kiện mày không được đưa ai đến đây. Mày báo cảnh sát không thì mày sẽ gặp xác người yêu mày. Mày nhớ mắt tao năm xưa mày đâm thủng không? Năm nay tao sẽ nợ máu trả máu. Mày hiểu chưa? Mẹ đằng chó này dám bắt người yêu của tao. Khi nào có sơ sẩy gì thì vào cứu tôi. Rõ. Rõ. Ba, anh em đâu hết rồi? Sao còn ba thằng thế này? Bảo đại ca, chúng nó đi đói quá ăn bún ăn phở ở quán nhà ông bà Trung Xuân rồi ạ. Thế thì em đổ bọn nó xuống ạ. Được. Bọn mày đứng ở đây chờ tao.
năm xưa mày chọc thủng mắt tao, năm nay nợ máu phải trả máu, tao sẽ chọc thủng mắt mày và giết người yêu mày vợ mày để hai đứa mày lên thiên đàng cùng nhau. Dừng tay! Mày được. Anh em giết nó! Cả anh em nha, mình vừa quay xong phim Chạm Mặt Giang Hồ. Anh em nhớ thấy hay nhớ like và share, subscribe kênh YouTube mình nha, đăng ký kênh mình nha. Mọi người nhớ là chia sẻ video của mình cho nhiều người biết nha, chia sẻ video nha, nhấn vào nút chia sẻ lên các trang mạng xã hội nha, để cho mình có động lực để làm video nha, để chia sẻ nhiều người biết đến video của mình nha. Không mất cái gì đâu, mọi người chỉ ấn vào cái nút chia sẻ video và lên trang cá nhân của Facebook hoặc là Zalo hoặc cái gì đấy để video của mình, để cho mình phát triển kênh của mình hơn nhá, tạo điều kiện cho mình để mình làm nhiều video mới nữa. Mọi người hãy ấn vào nút chia sẻ
Nếu thích thì ấn vào like và subscribe kênh, đăng ký kênh cho mình để mình có động lực làm video nha. Mọi người nhớ nha, nhớ subscribe nha, chia sẻ này, chia sẻ mạng xã hội này, đăng ký kênh giúp mình, ủng hộ giúp mình nha. Mình làm thì cũng rất mệt đấy và mình chưa được đồng nào từ YouTube cả. Mọi người nhớ nha, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình lên trang Facebook, trên mạng xã hội để kênh mình phát triển, để mình làm nhiều video hay hơn nữa. Chào các bạn nha, bye bye.